Ngày 5 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Sông Mã đã phối hợp với Quỹ Hy vọng báo VN Express tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà lớp học điểm trường Bản Mòn, trường Mầm Non Hoa Lan thuộc xã Nậm Ti, huyện Sông Mã. Công trình nhà lớp học điểm trường Bản Mòn được xây dựng gồm 3 phòng học với tổng diện tích là 168m2, tổng kinh phí xây dựng là 813 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng tài trợ 626 triệu đồng, nguồn xã hội hóa 187 triệu đồng. Sau 4 tháng thi công công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp các thầy cô giáo và học sinh được dạy và học trong phòng học khang trang và an toàn hơn. Nhà tài trợ FPT cũng đã tài trợ một bộ đồ chơi ngoài trời và trang trí sân vườn với tổng trị giá 70 triệu đồng. Cùng với tài trợ điểm trường bản mòn sẵn nậm thi, trong đợt này thì quỹ hy vọng đã tài trợ xây dựng 5 điểm trường của 4 đơn vị trường học thuộc các xã Mường Cai, Đứa Mòn, Trường Cang với tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng.